lấy trứng chọi đá các bạn có muốn lấy cái trứng của các bạn bạn bỏ tiền ra để đi chọi với cục đá không rồi hôm nay mình sẽ phân tích cái bài này ok xin chào các bạn chào mừng các bạn đã đến với lò khởi nghiệp thì có rất là nhiều những bạn trẻ những cái bạn không có kinh nghiệm về kinh doanh hoặc hoặc là đầu tư hoặc là khởi nghiệp các bạn toàn đi lấy trứng chọi đá không à và các bạn biết các bạn thiệt như thế nào rồi các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết các bạn đã mất bao nhiêu tiền để các bạn khởi nghiệp mà nó không thành công và các bạn có thể mất bao nhiêu đã mất bao nhiêu tiền khi mà các bạn lấy trứng của các bạn mà đi chọi với cái cục đá tảng đó đó là một cái bài học ngu ngốc của những người không có kinh nghiệm về kinh doanh mà đi lấy cái trứng dễ vỡ như vậy và tốn nhiều tiền để mà mua đi chọi với cái cục đá cục đá ở đây nó tượng trưng cho đại gia cục đá đây là tượng trưng những cái ông lớn ở trong những cái lĩnh vực nào đó các bạn ví dụ lĩnh vực bất động sản hoặc là lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn hoặc là lĩnh vực uh, thuê cho thuê hoặc là những cái lĩnh vực kinh doanh như là uh, đồng hồ hoặc là nữ trang hay là đó những quần áo đó các bạn bạn là một cái người kinh doanh nhỏ lẻ bạn cũng chưa biết kinh doanh luôn á và bạn hoặc là bạn có thể là có một số người góp vốn vô để cho các bạn làm ăn kinh doanh bạn đi đâm đầu chiến đấu với những người đại gia những cái ông trùm ở trong cái lĩnh vực đó thì thử hỏi làm sao mà các bạn thành công cho được đó bây giờ các bạn dành một phút các bạn suy nghĩ đi mình để cho các bạn một phút các bạn suy nghĩ rồi các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết các bạn đã thua lỗ bao nhiêu lần và các bạn làm ăn kinh doanh các bạn thua người ta bao nhiêu lần rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn hướng dẫn các bạn cái cách để cho các bạn đừng bao giờ đi vào vết xe đổ đó nữa nha Tại sao mà mình biết rằng mấy cái này quá vậy Tại mình cũng là một trong những nạn nhân đó một mình là một trong những thằng ngu đó các bạn đó, ngày xưa mình không có biết gì đó. Lúc xưa mình thích kinh doanh mình học về công nghệ thông tin rồi cũng đi ra làm công nghệ thông tin cuối cùng cũng banh sát sửa chữa máy vi tính cũng banh sát rồi tỉa cây làm vườn cắt cỏ mở ra doanh nghiệp banh xác hết tại sao tại mình đi kinh doanh đối đầu với mấy ông lớn mấy ông đại gia Làm sao mà được rồi kinh doanh bất động sản rồi thuê cho thuê bất động sản airbnb nữa toàn là để đấu đồ với lại những ông đại gia không à thì làm sao mà đấu cho lại mình phải tìm cái gì các bạn biết không người ta gọi là cái niche tiếng anh của nó là n i c h e đó tiếng việt của nó dịch ra là thị trường ngách các bạn nhớ nha, các bạn comment bên dưới. Phải tìm cho mình thị trường ngách. Các bạn biết cái gã khổng lồ không? Cái ông khổng lồ đó. Khổng lồ. Khổng lồ. Và cái chàng trai David. Khổng lồ cao chắc 2 mét mấy, 3 mét. Chàng trai David cao có 1 mét 7, 1 mét 8 mà à, Ở trong truyện ngụ ngôn á Và cái câu chuyện này cũng có thật luôn Ngụ ngôn đó Mà tại sao chàng trai David này Chỉ cần một cục đá thô sơ cộng với là cái dây rồi anh này cũng quay 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 cục dây có bụp phát vô cái đầu ông này vô cái mắt ông này của cái ông cái chàng khổng lồ đó chết ngắt mà trong khi chàng khổng lồ đó là bao áo giáp đồ khiên đồ kiếm đồ to lớn khủng khiếp sao vẫn thua đó thì đây mình không có nói chuyện là các bạn sẽ đánh bại cái bạn không phải là david và bạn cũng không cần phải đánh bại của cái chàng khổng lồ đó và mình muốn các bạn á các bạn hãy len lỏi vào cái thị trường ngách đó, đó tìm cho mình một cái ngách cái ngách chứ không phải cái nách nha cái này thì bạn nói cái nách cũng được cái nách chọt vô cái là người ta cũng nhột lắm thì tùy các bạn các bạn muốn nói cái nào cũng được nhưng mình tên đúng của nó là thị trường ngách thì các bạn hãy vào cái thị trường ngách đó cái thị trường ngách bạn phải tự chọn và thứ hai nữa bây giờ bạn thử nghĩ đi một cái À, đại gia bán những cái sản phẩm rất là nhiều ở trong đó vừa bán sản phẩm nội thất rồi bán sản phẩm gia dụng rồi cây cối rồi sách vở cái gì người ta cũng bán hết đó bạn nhào vô bạn bán bạn cũng mua mấy cái hàng nó về rồi bạn cạnh tranh với người ta hả sao mà cạnh tranh được đừng có giải đừng có dạy nha bạn hãy chọn cho mình một cái một cái nơi một cái thị trường ví dụ như mình bây giờ mình chia sẻ các bạn mình chọn ví dụ như cái cây này nếu mình chọn cái cây này À, mình sẽ không có bao giờ đối đầu với những ông đại gia mà ông có cái nursery có những cái cái gọi là cái cái farming hoặc là có những cái mà à, trung tâm mua sắm mà nó chuyên bán mấy cái cửa hàng mà nó chuyên bán mấy cái này đó không mình không có bán mày không có chơi với mấy ông đó mình chọn một cái cách nhỏ của mình mình làm thôi coi bây giờ mình vô mấy công đại gia đó bây giờ đây là cách mình làm đấy nên mình sẽ có một cái video về bất động sản cho các bạn dễ hiểu ha mình chọn cái cây này đi cái cây này là ở ngoài thị trường cái cây này nó cao mét 8 ở ngoài thị trường bán cái cây này là khoảng ba trăm rưỡi cho tới bốn trăm ok các bạn thì bây giờ mình hỏi các bạn nè nếu mình bán ba trăm rưỡi bốn trăm thì mình bán có được hay không các bạn suy nghĩ mình bán được không chắc chắn câu trả lời là không tại sao nó mua mình mà trong khi mình bé tẹo mình là chàng David nhỏ xíu xíu bé tẹo tèo tèo luôn như cái kẹo vậy á còn những cái ông đại gia kia người ta biết những ông đại gia người ta tới ông đại gia người ta mua những cái nhà phân phối đó người ta tới đó người ta mua tại sao người ta mua mình mình có cửa hàng không không mình có cái gì mình không có cái gì hết tại sao người ta mua mình đó các bạn phải suy nghĩ tại sao mà người ta mua mấy ông đại gia kia những cái ông những ông trùm những cái cục đá tảng người ta đi mua mình chi vậy đó bởi vì mình nói thứ nhất là mình cạnh tranh vào cái gì về cái gì cái dịch vụ các bạn dịch vụ như thế nào thì mình cung cấp những cái sản phẩm này mình biết đối tượng của mình là ai là gia đình mà gia đình phải là khá giả gia đình khá giả thì mình cung cấp cái dịch vụ cho họ delivery tận nhà delivery tận nhà nha các bạn cung cấp dịch vụ tuyệt vời luôn cho họ luôn họ mua cái này mình tặng cho người ta những cái chậu hoặc là mình hướng dẫn cho người ta cái cách mà chăm sóc cái cây này, chăm sóc cái lá này sao luôn luôn nó, nó tươi nó đẹp. Thay vì những cái đại gia thì bạn phải trả tiền cho người ta delivery tận nhà, à, bạn phải trả tiền 50 đồng, 70 đồng, 100 đồng còn mình mình sẽ delivery tận nhà nếu người ta trả tiền cho mình trước. Đó, những phục vụ như vậy các bạn. Free delivery, thứ nhất là free delivery. Cái thứ hai là làm cái gì? Nếu mà local ở nhà, nếu mà xa quá, local lại gần á, ví dụ như khoảng năm cây số đổ lại thì free được, còn xa hơn phải trả tiền chứ, trả tiền xăng, tiền công cho tôi chứ. Đó và cái thứ hai tại sao mà mình chọn cái cây này mà mình trong vô vàng cả ngàn cây tại sao mình chọn cái cây này mà mình không chọn những cái cây khác đó và những cái cây này mình kinh doanh đã được mấy năm rồi mà sao vẫn tốt vẫn thành công thì mình phải đi tìm hiểu thị trường mình phải lên coi của người ta tìm hiểu cái cây đó như thế nào cái cây nào đang hot nhất hiện nay cái phân khúc thị trường nào người ta đang bán mạnh phân khúc thị trường nào thì người ta có thể là người ta đang gọi là tất cả mọi người đều crazy, tất cả mọi người đều điên khùng về một cái cái sản phẩm đó ngày xưa các bạn nhớ không, nó có những cái cái hot đó những cái gọi là hot trend đó. đó các bạn trending đồ này nọ đó các bạn đó các bạn sẽ thấy thì cái này là một trong những cái mà hot liên tục liên tục hot các bạn đó đó là lý do mình chọn cái cây này đó thì bây giờ cái cây này các bạn sẽ hỏi là mình đi lấy cái cây này với giá bao nhiêu thưa thật với các bạn mình lấy cái cây này ở ngoài chỗ nursery những chỗ mà trung tâm mua bán đó, mà cái chỗ này nó bán bán gọi là wholesale á, nó bán cho những cái người mà trader giống như mình, những cái người mà có công ty giống như mình. Cây này nó để giá là 200 để về những về những người kia bán lại là 300, 350, 400 gì đó. Mà mình á thì mình biết một tuần á mà mình mua cái cây này bao nhiêu mình mua có 150 à. các bạn, bán một lời một như vậy mới được. Một tuần những cái cây này về một ngày duy nhất và một ngày nó về là khoảng hai cây thì mình biết ngày nào nó về mà mình vừa cái cây nó vừa xuống thì một tiếng đồng hồ sau mình có mặt và mình lựa đó chọn cái thị trường ngách đó thì các bạn nó cực lắm tại sao nó bạn phải đi khảo sát cái này khảo sát thị trường nhưng mà khi mà bạn chọn được rồi á thì bạn dùng cái thị trường ngách mà bạn buôn bán hoài nó được đó còn nếu bạn không chịu chọn thì các bạn sẽ không có kết quả thôi đó còn mình mình đã chọn được vài cái thị trường nách thì mình cứ bao nhiêu đó thì mình chọn thôi mình cứ chọt nách chọt nách mấy người đại gia là mấy người đại gia chết cho mình thôi tất nhiên là mình không có nhiều tiền giống như cả triệu đô tỷ đô như nó nhưng mà cái này mình qua ngày qua ngày mỗi ngày kiếm vài trăm đô ngàn đô nó rất là đơn giản một ngày kiếm một ngàn đô là một tháng các bạn kiếm bao nhiêu đô các bạn nhân cho mình đi không có ít đâu các bạn nếu các bạn chịu làm á, thì các bạn sẽ kiếm ra cái số tiền rất là cao nha các bạn và nhà các bạn có cần phải bự không không chỉ cần có một cái phòng nho nhỏ để mà để cây hoặc là không cần có phòng nữa mà đem mấy cây này ra để ở sau nhà được rồi bạn cũng chăm sóc nó đó nãy giờ là mình mới nói một cái thí dụ cho các bạn hiểu thôi và khi mà bạn chụp hình nữa rồi khi các bạn đăng bài bạn viết bài như thế nào nó chụp hình thì phải chụp như thế nào đâu phải để hình gì chụp không phải đem ra ngoài nắng đẹp rồi phải lấy khăn lao cho mấy cái lá này nó thiệt là đẹp chụp hình lên cho nó sáng nó đẹp ánh sáng thiệt nó vô rồi chụp hình là phải decorate nó rồi đưa vào cái chậu cho nó đẹp vào những cái giá sách như thế này để nhìn người ta nhìn thấy cái giá trị của cái cây đó để trong cái nhà của họ thì nó giá trị như thế nào họ đem về là họ cũng tưởng tượng là à tôi phải mua cái này phố kia phụ kiện tôi phải gắn vô thì cái đó là cái phần mình phục vụ của họ thì mình phải nói là à mua cái cây này về phải đặt cái chỗ này nó thấy giá trị của cái căn nhà nó tăng cái giá trị của căn nhà lên đó mình phải tư vấn với khách hàng mình làm bạn của họ trước xong rồi tới bàn bàn là mình tư vấn họ xong rồi mình bán họ đó các bạn rồi tiếp nữa nha nhiều lắm các bạn cái này là một khóa học chứ không phải là một bài học như vậy đâu một khóa học một khóa học bán hàng tại úc thì các bạn có thể áp dụng những cái nước khác của các bạn làm cũng được đây là những cái cách mà mình làm mình hướng dẫn cho các bạn những cái căn bản thôi còn những cái lớp chuyên sâu mình hẹn gặp lại các bạn trong những cái khóa học chuyên sâu của mình <laughs> đó thì làm sao thì hiện tại của khóa học này cũng được vài người tham gia rồi các bạn thì từ từ sẽ có rất là nhiều người tham gia sau thôi đó tiếp tục nữa các bạn thì cái cây này mình chụp hình thứ nhất là các bạn phải chụp hình phải đẹp nha tại vì bạn chụp hình xấu quắc lên ai mà thèm coi các bạn và bạn phải decorate sao cho nó không quá chuyên nghiệp tại sao không quá chuyên nghiệp nếu bạn làm nó quá chuyên nghiệp á, người ta tưởng bạn là shop mà tưởng bạn là shop á, là người ta thấy mắt người ta thấy mắt là người ta không muốn tới đó đó và thứ hai nữa giá cả các bạn thấy cạnh tranh không ở ngoài người ta bán 350, 400 Mình bán 300 Đã lại rẻ 50 đô rồi Free delivery cho những người ở gần đây của mình nữa Mình thấy không? Rồi nhiều bạn nói Ồ lỡ đem tới nó không lấy thì sao? Đâu có chuyện đó Chuyển tiền cho tôi trước đi Còn thôi trả cho tôi trước deposit 50 đô, 100 đô đi thì không lấy mất tiền deposit Tôi đem tới mà anh không lấy mất deposit thôi Đó đơn giản vậy thôi à Rồi ok <laughs> Tiếp theo nữa Thứ nhất là cạnh tranh về giá Thứ hai là cạnh tranh về vụ, phục vụ services, price và uh, services. Mình giá mình cạnh tranh so với những cái ông lớn, giá mình thấp hơn. Ở mấy ông lớn á, ông bán không có được mét 8 như mình đâu, bán có mét 7 hoặc là mét 65 mà mình còn cao hơn. Cây của mình chất lượng hơn, lý do tại sao cây mình lúc luôn, luôn luôn chất lượng. Hàng nó về mình tới mình lựa mấy cây tốt hết rồi. Các bạn thấy không? Mình đem cái cây tốt về nhà mình mới bán chứ mình không bao giờ mà bán mấy cái cây mà uh, si cầu que. Đó. Giá mình cũng tốt cây mình cũng đẹp chất lượng phục vụ mình thì trên cả tuyệt vời rồi thì các bạn nghĩ coi người ta <laughs> đi vô mấy ông đại gia mua hay là người ta mua của mình và ngày nay á, các bạn coi bán hàng ở đâu tốt nhất Facebook là tốt nhất đúng không các bạn mình cũng không phải ngoại lệ mình cũng bán ở trên đó đó đơn giản thôi các bạn mình không có lên mình livestream mỗi ngày để mình bán không có chuyện đó đâu mình lên mình viết một cái mẫu quảng cáo gọi là mẫu quảng cáo khó cưỡng người ta đọc xong là người ta chỉ biết chỉ biết là vô đó mà Hỏi mình thôi các bạn cái này mình không phải tạo ra cái này để mình buôn bán đâu các bạn ngày xưa mình buôn bán bây giờ mình chuyển lại cho người em mình làm hết rồi và đây mình cho các bạn coi thử cho các bạn thấy nè. cái lượng mà người ta cái lượng mà người ta trả lời mình đó các bạn cái lượng mà người ta hỏi thăm mình đó các bạn nó khủng khiếp khủng khiếp lắm này các bạn coi nè đây là mình vô cái marketplace nè Nên các bạn coi thấy không thấy người ta trả lời tin nhắn không thấy cái số lượng không các bạn thấy cũng biết không đó cái màu xanh xanh là cái cây của mình đó. Các bạn thấy nãy giờ mình kéo lên cỡ nào chưa đó xuống này bây giờ nó cũng thấy đó, đó nó hơi ít hết rồi nè bây giờ mình kéo lại lên cho bạn coi nè bạn thấy không bạn thấy nó nhiều cỡ nào không người ta tương tác á cả mấy ngàn người người ta coi rồi cả trăm hai trăm người người ta người ta hỏi mình rồi các bạn thấy không chụp hình sao cho nó đẹp vừa phải thôi cỡ tám chín nút thôi đừng có chụp hình đẹp quá chuyên nghiệp quá thì cũng không tốt chuyên nghiệp quá người ta cứ nghĩ là bạn đang kinh doanh hôm nay mình nói mình buôn bán tại nhà thôi để người ta ủng hộ mình đó bạn thấy không những cái tuyệt chiêu này mình chia sẻ với các bạn đó thì làm sao rồi viết mẫu quảng cáo như thế nào để mà mọi người người ta đọc và viết mẫu quảng cáo như thế nào để mà người ta khó cưỡng mẫu quảng cáo như thế nào mà người ta không có thể nào cưỡng lại cái sự cám dỗ đó và phải click vô coi cái nó những cái thông tin ở trong đó như thế nào thôi mình hẹn các bạn những video sau của mình và những video mình sau mình sẽ nói sâu về bất động sản nữa cho các bạn hiểu để các bạn làm cho nó tốt hơn không cảm ơn mọi người rất là nhiều các bạn thấy hay các bạn ủng hộ thì các bạn like rồi các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm nút đăng ký ở bên dưới nút một đỏ đỏ và bạn bấm luôn nút chuông mỗi lần mình livestream hoặc là mình có video thì các bạn sẽ được thông báo đầu tiên các bạn muốn những cái thông tin của mình chia sẻ các bạn để các bạn làm ăn cho nó thành công không thì các bạn lo, ngại gì các bạn không bấm nút đăng ký đi các bạn rồi ok hả? rồi chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha mình sẽ chia sẻ về bất động sản nên lấy trứng chọi đá hay không câu trả lời các bạn biết rồi thì mình phân tích cho các bạn để cho các bạn đừng ừ. có làm những cái điều đó nữa xin chào các bạn